Đây, xin chào tất cả các bạn. Đây là cái thằng nhôm dành cho anh em dắt lên xe máy nha các bạn. Chiều dài của nó là 2m2, bề ngang của nó là 30. Thì một thùng khi mà nhập về như vậy nó sẽ có hai cái thang đó. Thì thông thường mình xài một cái thôi nè, còn một cái thôi rồi mình đẩy xe lên. Còn nếu mà mình dư giả thì mình chơi hai cái, một cái bên kia để xe đi, một cái để bên đây chân mình bước lên, mình rịnh máy, mình chạy lên xe các bạn. Thang này là bằng nhôm nha anh em, bằng nhôm nha. Đây là hàng nhập Thái Lan. Chịu tải của thông số kỹ thuật của thang là 300kg nha các bạn. Mình sẽ gấp lại. Đó, nó rất là nhẹ nha. Nó 6,5kg thôi. Thì có nhiều anh em mong muốn là muốn làm cái này nè. Nó dài, nó to rồi đây luôn. Để mà sử dụng một cái rồi chạy xe luôn các bạn. Thì xin thưa với các bạn là thứ nhất là người ta làm cái thang người ta cũng muốn làm gọn nhẹ. Cái thứ hai là người ta cũng nói chung là kỹ sư người ta cũng tính toán rồi, người ta không làm to. Nếu mà các bạn muốn làm to gấp đôi như thế này thì các bạn liên hệ với Việt Nam. Mình biết là Việt Nam có một cái công ty chuyên sản xuất thang các bạn. Nhưng mà người ta làm bằng sắt với inox. Chứ bằng nhôm như thế này thì thứ nhất là chịu tải. Nó to quá thì nó chịu tải không nổi. Cái thứ hai là Việt Nam mình cũng không, mình nói chung là mình không thấy Việt Nam làm thang nhôm các bạn. Có thể là do kỹ thuật hay là do tính toán gì đó mình không biết, nhưng mà Việt Nam thì không, hiện tại là không có, chỉ có loại bằng sắt với bằng inox thôi. Nhưng mà sắt với inox á, thứ nhất là nó mất tiền, cái hai rất là nặng, siêu nặng luôn. Nếu một cái thang như vậy mà Việt Nam làm bằng inox là các bạn biết nó rất là nặng, nó nặng tới 20 mấy ký, gần 30 ký rồi. Còn cái thang này nó có 6,5kg thôi thì nó rất là nhẹ. Xách một tay nó rất là nhẹ nhàng các bạn. Đấy, các bạn thấy mình xách nó rất là nhẹ nhàng. Thì anh em nào có nhu cầu mà dắt xe, dắt thang lên xe thì anh em có thể liên hệ nha. Mình có một số video mình quay mình dắt cái xe này lên trên xe tải á. Thì anh em có thể coi YouTube và anh em có thể nhắn tin cho mình sẽ gửi mấy cái video đó cho anh em coi nha anh em. Đó, hiện tại giờ còn hai cái thang cuối cùng mà khách lấy luôn rồi. Còn cái cuối cùng anh em nào có nhu cầu lấy thì nhanh lẹ nha, gần tới Tết rồi hàng nó cũng hết hàng rồi anh em. Ok, cảm ơn tất cả các bạn, hàng có sẵn khu vực Sài Gòn nha. Những anh em nào có nhu cầu mua thì qua trực tiếp bên shop lấy, hoặc là ở xa thì chuyển khoản rồi mà mình ship bưu điện nha anh em. Đó, đóng gói ship bưu điện tận nhà nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Mua bán của shop tại nhà các bạn. Đó, anh em không có sợ làm chuyển tiền mất tiền cọc này nọ các kiểu, cũng đã điểu có qua trực tiếp bên shop để lấy nha anh em. Đây.